Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đập hộp laptop mới cùng Đúng Laptop. Ở số trước, bên Đúng Laptop vừa ra một số đập hộp laptop, đó chính là một mẫu laptop gaming IdeaPad Gaming 3 của Lenovo. Hôm nay bên mình vừa về một mẫu mới cũng là của IdeaPad Gaming 3 của Lenovo các bạn nhé. Nhưng mà cái sản phẩm này, số trước ấy, mình đập hộp thì đó là sản phẩm trên với phiên bản con RTX 3060. Nhưng mà thấy rằng là cái phiên bản đấy, cái hộp của nó rất là đơn giản. Nhưng mà hôm nay bên mình về cái sản phẩm này, nó là cấu hình Ryzen 5 Vega RTX 3050. Nhưng mình thấy rằng cái hộp nó được thiết kế rất là hầm hố. Anh em mình hãy cùng mình đi vào đập hộp nhanh để xem là cái sản phẩm này nó có những gì đặc biệt mà nó lại được sản thiết kế cái hộp nó hầm hố như này. Các bạn hãy cùng mình đi đập hộp sản phẩm này thôi nhé. Vâng, như mình vừa đã giới thiệu thì sản phẩm này được trang bị một con CPU AMD Ryzen 5 5600H 3.3GHz, SSD là 512GB, RAM 8GB, GPU là RTX 3050, màn hình là 15.6 Full HD IPS với 120Hz các bạn. Sản phẩm này là 120Hz màn hình. Các bạn hãy cùng mình đi vào box seal luôn cho nó nóng nhé. Đây. Ok. Thấy rằng là sản phẩm trên 3505 này thiết kế một con hộp rất là ngon. Đây mình đã nhìn rồi. Đây là khay ổ cứng để nâng cấp, chúng ta có thể nâng cấp ổ 2.5 các bạn nhé. Đây là máy này. Máy này được sạc nhỏ hơn, 135W. Khác biệt một tí là nó có cái khay 2.5 thôi. Máy thì chắc chắn là sẽ giống con phiên bản 3060 trước mình vừa đọc rồi. Đúng là nó rất giống phiên bản trước, không khác một tí nào luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành kích hoạt Win và kiểm tra bên trong. Sau khi kích hoạt xong thì anh em hãy cùng mình đi vào cái bước mà khám phá nội thất bên trong các bạn nhé. Rồi, mình bắt đầu kích hoạt Win nhé. Vẫn là phiên bản cũ giống y như chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3 để trước mình đập hộp rồi thì nó không có gì khác cả. Vẫn là thiết kế y như thế, bàn phím LED trắng. Rồi mình bắt đầu đi kích hoạt Win các bạn nhé. Sản phẩm này vẫn như chiếc IdeaPad Gaming 3 đời trước, loa rất là to, loa cực kỳ to luôn, vẫn có Win bản quyền. Phiên bản IdeaPad Gaming 3 trước mình vừa đầu ấy, trên phiên bản RTX 3060 thì sau khi trải nghiệm một thời gian thì mình thấy rằng là cái bàn phím của dòng này gõ rất là sướng, độ nảy cực kỳ nhạy luôn. Vẫn là thiết kế là led phím trắng các bạn nhé. Rồi, kích hoạt Win nó sẽ mất một khoảng thời gian khá dài, mình sẽ tua nhanh nhé. Ok, máy đã kích hoạt xong các bạn nhé. Nào, mình cũng đi kiểm tra lướt qua một tí nhé. Yes. Trên sản phẩm này là màn 120Hz các bạn nhé.
chuẩn thông số luôn. Ryzen 5 5600H 3.3 GHz, RAM 8GB, ok, đã chuẩn thông số với bao bì rồi. Đây là chúng ta cùng xem nào. Vega RTX 3050, nó chạy song song hai cạc các bạn nhé, một cạc AMD Radeon Graphics và một cạc NVIDIA RTX 3060. Ồ, cứng được trang bị là ổ VKD 512, khá ngon rồi. Wi-Fi 6 rồi, đường truyền này thì cực kỳ yên tâm rồi. Ok, tất cả các thứ đã chuẩn bao bì, hình thức rất là ngon, màn hình đẹp. Bây giờ mình sẽ đi vào cái bước mà mình thích nhất, đó chính là khám phá nội thất nhé. Các bạn cùng mình đi vào khám phá nội thất thôi. Rồi, ok, nội thất của IdeaPad Gaming 3 đã xuất hiện trước mặt mình các bạn nhé. Mình nhìn lướt qua thì thấy rằng là cái khả năng nâng cấp trên phiên bản này cực kỳ là ngon luôn. Ngon bởi vì sao? Thứ nhất là nó vẫn có khe M2 NVMe nhé các bạn nhé, PCIe, chuẩn tốc độ PCIe cực kỳ to, cực kỳ ngon đấy. Thì chúng ta có thể cắm ở đây thêm một này. Và cái khay ổ cứng 2.5 mà nhà sản xuất cho ra thì chúng ta cũng có thể cắm ở đây được. Ví dụ như anh em nào mà cần cái sự tiết kiệm, tức là dung lượng lớn mà chi phí rẻ, thì chúng ta có thể mua ổ HDD 1T, 2T, chúng ta cắm ở đây. Hoặc là anh em nào có điều kiện thì chúng ta mua ổ PCIe, NVMe thôi, chúng ta vẫn có thể cắm vào được. Ổ PCIe của gốc của máy đây các bạn nhé, 512 đây rồi. Pin của máy thì sản phẩm này nó có khe 2.5 đây thì pin nó sẽ thu gọn hơn một chút, cho nên là nó chỉ được có 4-5 Wh thôi, dung lượng thấp hơn con 3060 trước mình vừa khám phá. Rồi đây mình quên mất, mình phải tháo pin ra đã. Đây là RAM này, RAM 2 slot, có sẵn một que 8GB rồi các bạn nhé. Các bạn có thể nâng cấp một thanh 8GB nữa để chạy Duo Channel thì trên phiên bản 3060 ấy, bên mình đã trải nghiệm và đã nâng cấp thử là 16GB chạy Duo Channel, thì khi mà chúng ta chơi game ấy, hiệu năng nó cực kỳ nó ngon. Trên sản phẩm 3050 này thì không biết là nếu mà chúng ta nâng cấp hai thanh Duo Channel thì không biết là liệu nó có chạy ngon không. Thì sắp tới bên mình cũng sẽ ra cái số mà đánh giá test game trên sản phẩm này và test game trên sản phẩm 3060 đấy, để các bạn hãy cùng đón xem cái số mới gần đây nhất để chúng mình cùng có cái nhìn khách quan nhất nhé. Tản nhiệt thì vẫn rất là ngon này, hai ống đồng, đây là GPU này, CPU này, hai ống đồng quạt rất là to, rất là ngon, hai giải loa bên này rồi. Ok, nói chung là khả năng nâng cấp của sản phẩm trên sản phẩm 3050 này mình thấy là tuyệt vời hơn là trên 3060 đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đóng máy lại. Vâng, vừa rồi là pha khám phá nhanh của mình về chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3. Các bạn thấy thế nào? Với khả năng nâng cấp của nó, với cấu hình của nó, các bạn có thấy hài lòng không? Bạn nào mà ưng ý và mong muốn sở hữu sản phẩm này, hãy liên hệ ngay đến hotline của Đúng Laptop hoặc inbox trực tiếp vào fanpage của Đúng Laptop để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Và mong rằng được sự ủng hộ của các bạn bằng cách like hoặc subscribe kênh của mình để chúng mình có nhiều động lực, chúng mình phát triển và chúng mình ra rất nhiều những cái số đập hộp tiếp theo để các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.